Rồi vâng, trong video báo giá của ngày hôm nay thì em Thinh lại tiếp tục lên báo giá nhanh 6 mẫu bếp ga dòng nội địa Nhật để cô chú anh chị nhà mình vào theo dõi và lựa chọn gia đình nhà mình. Đầu buổi báo giá của ngày hôm nay thì em Thinh kính chúc đến toàn thể cô chú anh chị nhà mình trên mọi miền tổ quốc một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Vâng, bây giờ thì em sẽ vào buổi báo giá. Mẫu đầu tiên của ngày hôm nay là một chiếc bếp đến từ thương hiệu Zinai. Phiến nhấn, cái này nó thuộc dòng phun chức năng nhé cả nhà mình. Thuộc dòng phun chức năng này, có chế độ là nấu cơm này, nấu cháo này. Và đồng hồ hẹn giờ của bếp nấu ở trên này, đồng hồ hẹn giờ bếp nấu ở dưới này. Có tăng nhiệt độ từ 160 lên 200. Chế độ nấu nước hẹn giờ 5 phút, 10 phút, phiến ấn 3S để hỗ trợ khi mà mình chiên rán hoặc là rang đồ khô nhé cả nhà mình. Cái này thì thành vách của nó không có chảy xước nhé, không có móp méo ở đâu nhé. Ở trong khay nướng vị nướng này toàn bộ là inox nhé, còn mới kinh keng. Và cái này thì nó thuộc dòng 2 tầng lửa của lò nướng cả nhà mình nhé. Bề mặt đằng trên của bếp này là diềm inox này, toàn bộ là inox này. Mặt kính này, mặt kính phun kim tuyến nhé, phun kim tuyến màu này là màu xanh nhạt nhé cả nhà mình. Bo lửa thì được làm bằng nhôm nguyên khối nhé. Đấy, trên này thì có miếng sắt để che chắn dầu mỡ nhé. Họng bếp thì tròn chỉnh này, không có bị hen dỉ. Và kiềng là dòng kiềng full inox luôn cả nhà mình nhé. Đó, cái này thoát hơi cũng là dòng full inox. Nói chung là chiếc bếp này thì độ mới của nó còn tới 95% độ mới nhé cả nhà mình. Và cái này nó vừa là full chức năng, vừa là dòng full inox nhé. Kiềng full inox, diềm full inox thì bên em đang bán với giá là 4.500.000 đồng nhé. Đó, bác nào mà mình ưng mẫu này thì mình chụp lại gửi vào Zalo cho em hoặc là liên hệ vào số điện thoại của em là 03 6148 716 cả nhà mình nhé. Bên em thì đã bao ship toàn quốc, đồng thời là bảo hành về bếp là 1 năm, hỗ trợ về kỹ thuật bếp là trọn đời và tặng cho mỗi bếp là 1 đôi pin. Vâng, bây giờ thì em sẽ sang cái thứ hai của ngày hôm nay. Cái thứ hai của ngày hôm nay cũng là dòng Zinai. Cái này thì nó chỉ có một đồng hồ hẹn giờ được hai bếp nấu ở trên và lò nướng ở dưới. Chế độ nấu nước, nấu cơm, nấu cháo. Tăng nhiệt độ từ 140 lên 200. Bên này cũng có phiên ấn 3S để hỗ trợ mình chiên rán nhé. Cái này thì thành vách cũng rất là đẹp nhé. Khi mà mình nấu đấy, mình chỉnh lửa bằng cái cần này. To nhỏ là ở như cái cần này nhé cả nhà mình. Đó, thành vách thì không chảy xước, không móp méo nhé. Ở trong khay nướng vị nướng này, toàn bộ là inox này. Mới lắm luôn cả nhà mình nhé, mới kinh keng này. Đấy, mới kinh keng luôn. Dòng inox thì cả nhà mình biết rồi đó, nó rất là mới này. Vâng, ở trong lò nướng cũng rất là đẹp nhé. Cái này thì thật sự ra là độ mới của nó cũng còn tới 95-96% độ mới nhé cả nhà mình. Bề mặt đằng trên này là mặt kính này, có vũ một lượt kim tuyến nhé. Màu này là màu xanh lục nhé. Và bo lửa này, bo lửa thì được làm bằng nhôm nguyên khối nhé cả nhà mình. Đấy, màu này là màu tím than đấy, rất là đẹp đấy. Ở trên thì đều có miếng sắt để che chắn dầu mỡ này, họng bếp này. Đó, và đây là thoát hơi của lò nướng này. Nói chung là cái này cũng không có bị chảy xước, dạn nứt, móp méo gì cả cả nhà mình nhé. Và những cái chức năng của nó thì vô cùng là nhạy. Trước khi mà em đưa lên video thì em đều đã test về tính năng an toàn cũng như là ngọn lửa của nó đã trở lại hoạt động bình thường rồi thì em mới gửi lên video nhé cả nhà mình. Bếp ga Nhật đấy thì nó đều có tính năng an toàn ở như cái dòng cảm biến này nhé. Đấy, ở như cái dòng cảm biến nhiệt này. Chẳng hạn như là mình đang nấu đấy mà có tác động bên ngoài làm tắt đi ngọn lửa thì bếp đều tự động khóa ga nhé. Hoặc là nước ở trong nồi cạn thì bếp cũng đều khóa ga và tắt lửa. Nước sôi trào ở trên nồi xuống bề mặt đấy thì bếp cũng đều tắt lửa và khóa ga. Đó là những cái tính năng an toàn của dòng bếp Nhật. Và nó lại còn tiết kiệm được cái lượng ga tới 30-40% lượng ga nhé cả nhà mình. Chẳng hạn như một chiếc bếp thông thường của Việt Nam mình mà các bác sử dụng tầm 2-3 tháng là hết một bình ga, thì dòng bếp Nhật này các bác sử dụng tầm 3-4 tháng nhé mới hết một bình ga. Đó, nó rất là tiết kiệm ga và nó là an toàn, bảo đảm. Và cái độ bền của bếp Nhật thì cả nhà mình biết rồi đó, nó rất là bền nhé. Sử dụng nó vừa dễ mà này an toàn, bảo đảm. Bếp thì lại rất là bền này. Chất liệu làm thì cực kỳ là dày nhé. Đấy, một chiếc bếp như thế này thì nó phải rơi vào 18kg nhé cả nhà mình. Đấy, 18kg luôn.
Vâng, cái này thì bên em đang bán với giá là 3.800.000 đồng nhé. Bác nào mà mình ưng mẫu này thì mình chụp lại gửi vào Zalo cho em nhé, hoặc là liên hệ vào số điện thoại của em. Bây giờ thì em sang cái thứ ba của ngày hôm nay. Cái thứ ba của ngày hôm nay là một chiếc bếp đến từ thương hiệu Zinai, cũng là dòng Zinai nhưng nó là dòng phiến vặn, chức năng đơn giản. Vâng, các bác mà cao tuổi đấy, hoặc là các cô các chú mà mình không thích về cái dòng phun chức năng đa chức năng thì mình lựa chọn vào cái dòng phiến vặn như thế này. Nó dễ sử dụng nhé, tiện sử dụng cho mọi lứa tuổi. Mà khi mà mình nấu đấy thì mình chỉ cần ấn nhẹ thôi, mình xoay ngược chiều kim đồng hồ là bếp sẽ lên lửa. Khi mà mình đánh lửa thì nó rất là nhạy, chỉ cần ấn nhẹ xoay là lửa lên nhé cả nhà mình. Cái này thì thành vách của nó đây, cũng không có chảy xước nhé, không có móp méo. Đấy, rất là đẹp luôn. Bề mặt đường trên của bếp này, ở trong khay nướng này, vị nướng là inox và khay là men zin nhé cả nhà mình. Cái này thì nó thuộc một tầng lửa của lò nướng thôi. Vâng, bếp của Nhật thì nó rất là tiện lợi. Ở trên thì có hai bếp nấu này, ở dưới thì có thêm phần lò nướng. Rất là tiện cả nhà mình ạ. Mình có thể là thay thế vào bữa ăn nhé. Chẳng hạn như là mình nướng tôm, cua, cá, thịt thì đều cho vào cái lò nướng này mình nướng được. Đấy, sau khi mà mình nướng thức ăn ở trong này thì không sợ là ảnh hưởng tới chất lượng của mùi ga nhé. Bởi vì ga nó ra nó sẽ đốt cháy và nó nâng cái nhiệt độ lên. Đấy, thức ăn của mình thì nó chỉ chín bằng nhiệt thôi. Cái mà một tầng lửa của lò nướng đấy thì ở trước tấm kính, ở như cái bếp nào thì nó cũng đều có tấm kính để mình nhìn vào trong. Khi mà thức ăn của mình chín lượt trên vàng rồi thì mình lấy ra lật lượt dưới lên. Còn cái dòng màn hai tầng lửa đấy thì mình không cần phải lật nhé, bởi vì là nhiệt độ ở trên ép xuống và hai bên ép lại thì nó sẽ chín rất là đều nhé cả nhà mình. Đó, bề mặt đằng trên này là mặt men màu đen. Vâng, mặt men thì cũng dễ lau dọn nhé các bác. Khi mà mình nấu dây bẩn xuống thế này thì mình chỉ cần lấy cái khăn ướt mình lau qua là nó sạch thôi. Và bếp bền hay không là do người nhé. Khi mà mình nấu xong mình cứ tranh thủ thời gian tầm 3 đến 5 phút thôi. Đấy, mình lau sạch sẽ đi thì đến chiều mình lại nấu. Cái bếp của mình lúc nào nó cũng trong cái trạng thái là sạch sẽ này. Đấy, và nó giữ được cái độ bền cao nhé cả nhà mình. Cái này thì nó là thuộc dòng nguyên bản nhé, nguyên bản, nguyên zin của nó đây cả nhà mình thấy này. Đấy, dòng nguyên bản thì bao giờ mình nhìn nó cũng không mát mắt đâu. Thế nhưng mà cái độ bền thì lại cực kỳ là bền nhé. Ở diềm này thì nó có miếng sắt để che chắn dầu mỡ này. Đây là bo lửa nhé, bo lửa thì cũng làm bằng nhôm nguyên khối cả nhà mình nhé. Đấy, rất là chất luôn. Bếp của Nhật thì họ làm đều là bo lửa bằng nhôm hoặc là bằng đồng. Và đồng hay nhôm thì cũng đều là đồng khối và nhôm khối nhé cả nhà mình. Và đây là thoát hơi của lò nướng này. Đó, chiếc bếp này thì nó cũng có 1-2 chấm chảy xước nhé cả nhà mình. Rất là bé thôi. Nói chung là bên em cũng đều đã chấm sơn rồi, không ảnh hưởng tới chất lượng đâu. Khi mà mình nấu thì nó sẽ không bong chóc ra nữa nhé. Vâng, cái này thì bên em đang bán với giá là 2.500.000 đồng nhé. Bác nào mà mình ưng mẫu này thì mình chụp lại gửi vào Zalo cho em nhé, hoặc là liên hệ vào số điện thoại của em là 0336148716 nhé. Bây giờ thì em sang cái thứ tư của ngày hôm nay. Cái thứ tư của ngày hôm nay thì cũng là một chiếc bếp đến từ thương hiệu Paloma nhé. Cái này thì thành vách cũng rất là đẹp này, phiến ấn dạ quang nhé cả nhà mình, rất là đẹp luôn. Đây, chỉnh lửa to nhỏ là ở đây. Dưới này thì có cần để mình có cái khóa để mình khóa cho em, và sau khi mình nấu thì mình mở ra, rất là an toàn cả nhà mình ạ. Người Nhật họ nghiên cứu ra đấy, bao giờ họ cũng làm cái tiêu chí an toàn cho người tiêu dùng nhé. Đấy, cái này thì đời của nó rất là cao nhé. Đời của chiếc bếp này là đời 22 luôn cả nhà mình nhé. Ở trong khay nướng, vị nướng này toàn bộ là inox mới kinh keng luôn. Cái này thì nó thuộc dòng nguyên bản cho nên là rất là đẹp. Và nó có thêm phiến ấn ở đây, tức là hẹn giờ được 30 phút của bếp nấu nhé. Đấy. Bề mặt đường trên của bếp là mặt men này. Những chiếc bếp mà dòng mặt men đấy thì không tránh khỏi được khi mà mình vận chuyển thì nó sẽ có một chút lỗi nhé cả nhà mình. Đấy, nó sẽ có lỗi đấy, thì bên em đã chấm sơn rồi nhé. Bo lửa thì được làm bằng nhôm này. Đấy, bằng nhôm nguyên khối. Ở trên thì đều có miếng sắt để che chắn dầu mỡ nhé. Họng của dòng nguyên bản nó như thế này đây cả nhà mình nhé. Nó hơi có vết đen đen đấy. Vâng, những cái chiếc bếp mà nó có cái phần lò nướng như thế này đấy, khi mà cô chú anh chị mình mua bếp ở bên shop em về đấy
mà mình không sử dụng đến cái phần lò nướng này, mình có thể là cắt một miếng sắt nhỏ hay là một miếng giấy nhỏ mình đậy vào trong, xong rồi thì mình đậy cái nắp này ra ngoài để nó bảo vệ cái họng của lò nướng nhé, nó không bị bắn dầu mỡ xuống thì bếp của mình nó lúc nào cũng sạch và nó trong cái trạng thái là bếp mới nhé, và nó giữ được cái độ bền cao cả nhà mình nhé. Đấy, bếp thì rất là đẹp rồi. Đấy, hình thức của bếp cũng rất là đẹp, một chiếc bếp men như thế này thôi, thế nhưng mà độ nặng của nó thì cũng rơi vào 13-14 kg nhé cả nhà mình. Đấy, chất liệu họ làm rất là dày, không giống chiếc bếp thông thường của Việt Nam mình đâu. Đấy, mà bếp nào thì cũng đều có cảm biến nhiệt ở trên nhé, để phòng tránh cháy nổ. Đấy, giúp cho khi mà các bác nấu đấy, các bác có quên đi thì các bác cũng không sợ là bị cháy thức ăn hoặc là cháy nồi nữa. Bếp sẽ tự động tắt lửa và khóa ga, không cần người mình vào phải tắt nữa. Đấy, nó an toàn, bảo đảm, chất lượng cao nhé cả nhà mình. Vâng, cái này thì bên em đang bán với giá là 3.200.000 đồng nhé. Bác nào mà mình ưng mẫu này thì mình chụp lại gửi vào Zalo cho em nhé. Bây giờ thì em sang cái thứ 5 của ngày hôm nay. Cái thứ 5 của ngày hôm nay thì cũng là một dòng chức năng đơn giản này, phiến vặn này, zin nai nhé. Đấy, thành vách thì cũng thế nhé, cũng không có chảy xước ở đâu, không có móp méo này. Khay thì vĩ nướng là inox và khay cũng là men zin nhé. Ở dưới thì bên em đều đã có lưới chống chuột này, cái nào cũng đã có lưới chống chuột này, rất là an toàn cả nhà mình nhé. Khi mà mua bếp ga bên em về chỉ cần cắm dây ga vào là sử dụng được thôi. Đấy, rất là an toàn, bảo đảm. Bề mặt đằng trên của bếp này là mặt men nhé, màu này là màu ghi. Bo lửa thì cũng được làm bằng nhôm nguyên khối nhé. Đấy, bằng nhôm này, cả nhà mình thấy này. Đấy, rất là đẹp, họng bếp thì tròn chỉnh dày này. Bốn xung quanh diềm này cũng có sắt để che chắn dầu mỡ nhé. Đấy, rất là đẹp. Cái này thì cũng rất là mát mắt nhé. Vâng, một chiếc bếp như thế này chỉ có 2.200.000 đồng thôi các bác ạ. Bác nào mà ưng mẫu này thì mình chụp lại gửi vào Zalo cho em nhé, hoặc là liên hệ vào số điện thoại của em. Vâng, bây giờ thì em sang cái cuối cùng này. Cái cuối cùng cũng là dòng zin nai nhé, phiến vặn này. Đấy, cái này cũng đẹp lắm luôn cả nhà mình ạ. Đấy, ở trong khay nướng, vị nướng cũng thế nhé. Bề mặt đường trên của bếp này, cái này thì nó cũng có một chút chảy xước ở đây nhé. Đấy, bên em đều đã chấm sơn rồi. Cái này thì nó có phủ kim tuyến này, rất là đẹp luôn nhé. Đấy, có phủ kim tuyến rất là đẹp luôn. Thành vách của cái này thì bề mặt đằng trên nó chỉ có một lỗ như thế thôi, còn đâu là nó rất là đẹp nhé cả nhà mình. Bo lửa thì cũng làm bằng nhôm nguyên khối nhé. Cái này thì bên em cũng đang bán với giá là 2.200.000 đồng. Vâng, các bác vào theo dõi kênh của em ngày hôm nay đấy, thì em lên sóng gửi đến các bác là 6 mẫu nồi, 6 mẫu bếp ga dòng nội địa Nhật nhé. Khi mà các bác vào theo dõi kênh của em mà mình ưng mẫu nào thì mình chụp lại gửi vào Zalo cho em, hoặc là liên hệ vào số điện thoại của em nhé, 0336148716 cả nhà mình nhé. Số Zalo của em cũng là số này, cũng là 0336148716. Vâng, em Thinh thì rất là cảm ơn đến các bác đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em trong suốt thời gian qua. Các bác đã tin tưởng và mua hàng ở bên shop em thì rất là nhiều. Mặt hàng ở bên shop em thì không phải là ít, không phải mình là bếp ga, mà bên em có những là dòng nồi này, nồi cơm điện nhé, và máy rửa bát này, máy mát xa chân này, xe đạp dòng thể thao này. Đấy, rất là nhiều mặt hàng. Khi mà cô chú anh chị mình vào theo dõi đấy, mình đang cần lựa chọn mặt hàng nào thì mình cứ liên hệ vào số điện thoại của em nhé. Thì em sẽ tư vấn cũng như là sẽ gửi đến những cái mẫu mặt hàng mà mình cần lựa chọn nhé cả nhà mình. Đến đây thì em Thinh xin được tạm dừng video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác những video tiếp theo ạ.